Trở lại với các tin tức trong nước, thưa quý vị, để góp phần triển khai và thực hiện hiệu quả đề án nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, đồng thời làm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày hôm qua, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Một ngày làm nông dân ở ấp Thiền Liên, xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ cho sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống tại thành phố. Trong 3 năm học tập và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thimahasay Ronvilay, cô sinh viên quốc tịch Lào đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu được trải nghiệm làm nông dân tại xã đảo duy nhất của thành phố. Chị thấy người dân rất là vui, rất là thân thiện, cảm thấy ấm áp. Trải nghiệm được nhiều cái thì thấy người ta làm muối ở đây, rồi đi xung quanh ở đảo thì đẹp, mát, bình yên. Các bạn nông dân tập sự sẽ được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất muối, được thưởng thức nước uống và ẩm thực đặc trưng của ấp Thiền Liên. Hôm nay là em thiết kế chương trình mà người ta làm cái muối đó, em sẽ được trải nghiệm và biết là các đám muối của người ta làm như thế nào và nó nhìn thấy nó hay. Khi mình mặc lên cái áo ba ba này thì cảm thấy rất là lạ nhưng mà cũng thú vị, tại vì đây là lần đầu tiên mà em mặc cái áo này. Vâng, và em cũng được tham gia các hoạt động khác nữa, với lại ăn món đặc sản của nơi đây thì rất ngon. Thưa quý vị, mô hình du lịch sinh thái kết hợp với trải nghiệm sản phẩm tại ấp Thiền Liên là một mô hình hết sức thú vị và mang lại hiệu quả rất lớn. Nó giúp cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, có thể hiểu rõ hơn nét đặc trưng văn hóa của người dân địa phương nơi đây, đồng thời là giúp cho người dân có thể mang những sản phẩm đặc trưng của địa phương mình, nhất là những sản phẩm OCOP, được quảng bá một cách rộng rãi hơn.